Hello mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái khóa Basic with Compound. Thì trong này chúng ta sẽ học về tạo một cái app Android đầu tiên, Basic Layout. Thì ok, chúng ta sẽ học qua Interface Pack Compose Design Podcast App. Ok, thì ở đây tiếp theo là tạo một cái app đơn giản với Tech Compose. Check collab. Rồi. Ok. What you need a computer with an SDR status.
test collapse and it's not the last happy birthday app.
Rồi. Birthday greeting with text message string from string. Okay. Text forms. Happy research from
lớn quá không ra kéo ra được. Rồi vậy thôi, một cái vô dụng vậy thôi, em tắt đi, vô dụng quá. Rồi đây, sắp xếp các phần tử văn bản trong một hàng đồ cột, hệ thống phân cấp giao diện người dùng, parent stream, parent transport. Ở đây bạn ấy sẽ là browse lên. Chỉ là vô dụng ở đây mình sao hiện hiện trên thiết bị mở hai lòng và bạn xem trước đây thôi. Giờ các bạn hiểu cho quay chức năng à, trong code này có upgrade đúng không?
quadratic surface. First. Rồi. Thiết lập trong này thì nó sẽ mới có thể chạy trên cái giả lập được ở trong cái space. The twist. Yeah. Đơn giản văn hóa và nâng cấp phát triển các giao diện dùng cả Android và thiết mã hơn của mã và API có liên trực quan ví dụ người dùng UI của ứng dụng là những gì bạn nhìn thấy trên màn hình nâng bỏ hình ảnh nút và nhiều lập phần tử khác các composable và nền tảng cơ bản của compound hàm có thể kết hợp là một hàm mô tả một phần của giao diện người dùng hàm compound được chú thích chú thích để thông báo cho trình duyệt dịch compound rằng chức năng này nhằm chuyển đổi dữ liệu thành giao diện người dùng. Ba yếu tố bố cục tiêu chuẩn cơ bản trong soạn column ground spot chúng là các hàm composable và nội dung composable, vì vậy bạn có thể đặt các mục tên trong ví dụ mỗi đứa trẻ trong a trong một ground sẽ được đặt theo chiều ngang cạnh nhau. Ok. Rồi. Thì thế là xong. Thế là nhận vận dịch từ các bạn. Ok. Tiếp theo là chúng ta cùng đến với ok, thì ở đây chúng ta sẽ có cái thêm ảnh vào ứng dụng Android của bạn. Thì ok, ở đây là những gì bạn sẽ học là cách thêm ảnh vào một hoặc là ảnh vào ứng dụng Android của bạn, hiển thị hình ảnh trong ứng dụng của bạn với một image tập hợp các phương pháp sử dụng string tài nguyên tốt nhất. Những gì bạn xây dựng nâng cao ứng dụng chúc mừng sinh nhật để bao gồm hình ảnh, những gì bạn cần là máy tính, là cài đặt Android Studio và ứng dụng tùy xài ứng dụng đơn giản với mã tổng hợp Compose. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có một dự án chúc mừng sinh nhật của bạn từ bộ mã trước đó trên Android Studio. Khi bạn chọn ứng dụng và sử dụng cái hình chụp như thế này, rồi thì thêm một hình có thể kết hợp. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái thêm một hàm có thể ghép để thêm ảnh trong main activity là thêm birthday greeting with image. Ok, thì hàm trước cái birthday cast review ấy điền vào birthday greeting with image hàm high string tham số một gọi mình say là chúc một sinh nhật một được gọi from chữ ký của bạn. Ok, đây
cập vào lstgrapplegraphics. Grapplegraphics. Ok. Thì browse grapplegraphics. Grapplegraphics của mình thấy không thấy ta. Rồi chúng ta sẽ thêm cái một cái compound hàm này. Ok, và trong cái hàm này nó sẽ được gọi với cái birthday with me. Ảo thế nhỉ? Sao? Xem ảnh vào trong này thì chúng ta sẽ cho một graphics PNG. À, một cái ảnh vào. Ok. Ảnh. Ảnh kèm. Ok, chúng ta sẽ tải này về với cái ảnh PNG nhé. PNG. Mình sẽ lấy cái đường dẫn Robo. PC này. Đây đây. Tế tổ user. Đây, chest đây.
Double. Ok xếp ở đây rồi. Ok đó, bây giờ thì sau này nó sẽ có cái làm nắp rờ đúng không? Ok tạo một cái price này sau này. Ok đấy. Tiếp theo thì mày tiếp đoạn này và hàm bench sau lại gọi thêm một hình ảnh image cái hợp đó. Hiểu này là sẽ mở một cái bench resource. Resort này nice. Khá là khó rồi.
Nó bị lỡ đoạn này là vì sao ta? Stay image. Nó cục gì đó đoạn này là sao? Chia nó ra là test được modifier device.
case với mọi người nha.